Xin chào các bạn đã quay lại channel của Lão Bá, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để cách ghép cái tầm của 5x5. Rồi. Thì đầu tiên để ghép tầm 5x5 thì chúng ta sẽ bắt đầu từ mặt trắng trước nhé. Ở đây chúng ta thấy thì nó đã có hai viên màu trắng ở đây rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra hai cái viên màu trắng để ghép vào đây và hai viên màu trắng để ghép vào đây. Đây là cách thứ nhất của mình. Cách này nó sẽ nhanh hơn một tí. Đây, mình tạo được hai viên rồi nè. Mình sẽ đưa nó lên đây. Rồi tiếp tục. Đây, mình sẽ thấy viên này đưa xuống ghép ra hai viên, mình quay quay chạy nó lên. Rồi ở đây mình thấy mình sẽ đưa nó lên đây, xong rồi chạy mình sẽ tạo ra một đường thẳng màu trắng block 1x3, mình đưa vào đây thì đây chúng ta có viên này đưa lên, chạy qua và chạy phần giữa lại. Chúng ta công viên ở đây ghép vào, rồi chúng ta đẩy lên. Rồi như vậy là chúng ta đã làm được một mặt màu trắng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái mặt màu vàng. Đây chúng ta hai viên này ghép vào luôn. Khi ghép vào rồi á thì cái mặt trắng nó sẽ bị phá đi nè, cho nên các bạn xoay nó sang một chỗ trống và chạy nó xuống lại đó. Như vậy là nó sẽ không bị mất cái tấm trắng. Tiếp tục. Rồi đây chúng ta sẽ ghép được hai viên này nữa, đưa nó lên, đưa khoảng trống vào cái cần chỗ cần chẻ xuống để chẻ viên trắng lại, rồi chẻ lại viên trắng nó không mất được. Đây tiếp tục chúng ta sẽ làm một b một nhân b. Đây chúng ta thấy có một viên đây, chúng ta sẽ ghép viên này xuống đây, sau đó chẻ nó sang một bên, chẻ này ngược lại để chẻ màu trắng về lại. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ lấy cái viên này chúng ta bỏ vào đây. Rồi bây giờ chúng ta đưa nó lên đây, chúng ta không được đưa như thế này, nếu đưa như thế này sẽ mất cái mặt trắng, cho nên chúng ta sẽ đưa như thế này, đưa cùng chiều với bên đã có sẵn rồi, đưa lên. Sau đó ta xoay hai vòng chạy xuống lại thì màu trắng nó sẽ cùng tự động đi xuống theo và hai mặt thì đúng và không bị hư. Tiếp tục chúng ta sẽ làm tiếp. Ở đây mình thấy nó đã có màu xanh xanh lá, đã có sẵn ba viên này, chúng ta sẽ làm tiếp hai hàng ba viên để đưa vào đây. Ở đây có hai viên này, đây viên này chúng ta đưa xuống, đưa vào đấy. Tiếp tục. Thật là may mắn. Đó, thì chúng ta đã làm được ba mặt. Tiếp tục chúng ta sẽ làm mặt màu đỏ hoặc là màu cam. Thì ở đây mình thấy mình làm màu đỏ đây. Cái hai viên này nó có hai sẵn hai viên màu đỏ này, chúng ta sẽ ghép vào ngay đây, xoay qua một bên chẻ lại để nó không mất một màu xanh lá. Rồi tiếp tục ta sẽ ghép viên này vào đây, chạy ra đưa xuống rồi. Lúc này màu xanh lá nó chạy qua đây rồi, mình chuyển qua đây chạy màu xanh lá về. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta sẽ đưa viên này lên đây, nó chạy xuống lại. Rồi ta còn đưa thêm một viên màu đỏ vào đây nữa, đưa vào đây, sau đó chẻ qua một bên, chẻ một viên đỏ này lại. Chúng ta đưa nó xuống để cùng cùng bên nha, cùng bên với bên có sẵn rồi, đưa xuống xoay hai vòng đưa lên lại, cái mặt còn lại sẽ không bị mất. Tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải hai mặt cuối cùng, thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ cố gắng tạo càng nhiều màu xanh, đưa càng nhiều màu xanh và màu kem hai bên về càng nhiều càng tốt. Đưa thêm một kem lên để xuống lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng công thức. Ở đây trường hợp cái viên này
về cái viên này, chúng ta sẽ chuyển hai viên này với nhau. Đầu tư chúng ta sử dụng công thức R U R phẩy U R U R phẩy U R U R phẩy. Đó, tiếp tục. Ở trường hợp đưa viên gốc, chúng ta sử dụng công thức khác, đó là công thức đưa hai viên gốc này, để chúng ta để như thế này nha. Rồi, chúng ta làm công thức R U R phẩy U R U 2 R phẩy. Thì là chúng ta đã ghép tam xong. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip hướng dẫn ghép tam của mình. À, mình sẽ tiếp tục làm một video clip hướng dẫn ghép cạnh. Nếu như các bạn không hiểu chỗ nào thì hãy tua lại video và để chế độ slow x2 để xem để chính xác hơn nhé. Rồi.